khơi gợi cảm hứng từ những hương vị rất riêng của Tây Bắc. Đại tiệc uốn ỉn của Thiên Đường Ẩm Thực hôm nay sẽ mở màn bằng món khai vị lòng dồi chiên. Đầu tiên, băm nhuyễn lá mơ, ngò rí, mỡ và gan heo như thế này, rồi nêm nếm với một ít gia vị cho vừa ăn. Cho thêm đậu xanh bỏ vỏ vào sẽ giúp tạo thêm hương vị cho món ăn đấy nhé. Cuối cùng đừng quên điểm thêm chút huyết tương để tạo màu đỏ đẹp mắt nhé. Giờ thì trộn đều để các nguyên liệu hòa quyện vào nhau. Tiếp theo, nhồi phần nhân vào bên trong lòng gà để làm sạch. Luộc dồi bằng nước sôi rồi vớt ra khi dồi vừa chín tới. Giờ thì đổ dầu ăn Tường An Cooking Oil vào để chiên dồi thôi nào. Chọn loại dầu phù hợp, chịu được nhiệt độ cao sẽ giúp cho món ăn có được thêm màu sắc hấp dẫn bên ngoài nhưng vẫn tươi ngọt bên trong, lại an toàn cho sức khỏe. Chiên cho đến khi dồi được áo một lớp vàng nâu giòn rụm, hấp dẫn thì vớt ra các khúc vừa ăn. Cháu ơi, nhìn những miếng dồi trông mới ngon mắt làm sao. Khi cắn vào bạn sẽ cảm nhận được vị ngọt nơi đầu lưỡi của phần nhân bên trong và độ giòn tan sần sật bên ngoài. Mở đầu đầy tiệc hấp dẫn như vậy đã khiến cho hai đội chơi hào hứng chưa nào.